nơi về mà mưa ra giờ thon thì với nhà lấy sâu nơi ta là bỏ cha cha dùng ốt kiện cờ vọt ena na bắt sát về với kia mai trường say say bị đam lòi tật đầy tật lùm tật lì thì giờ là bỏ màu cho mà ốt kiện đang vật tiki sau cho mọi bàn nà đấy giờ không mặc đồn ta tự ốt kiện là bị anh phải cho bon thôi em cao ốt là bị đứng đồn ta đúng thế một tận nạp hiệp tiết cái tham ban tiết một tận nạp hiệp chết mai mưa tam kho chết ở sân một tận nạp hiệp chết mai dạ sạp biên không đã biển câu ăn chờ say say đây là gần sắp bơ cái nào bỏ kê nó quên tình dục là có hôm pri tam nó bởi thế thấy chi dù dù chuộng mũi dù dù chịp mũi các bạn cái liệt cái liệt tiết mẹ đã tam nó lên thì đặt vào các bạn cái liệt cái liệt lẹ lẹ bằng bắn nữa về hôm nay dẫn bởi bằng hai dạng sẽ rây phép mà mô tận nạp hiếp chết hôm nay dẫn qua vật đã sẵn bia sẵn được cái bấm phát bơi dần vì đâu có lại lúc tất xót ở bàn nó khơi cho sả nó về cho ăn tròn phát của tao phát năng tinh chắc cái này một sả bia bị chơi đơn vị năng tinh sả phát đó nhưng một nạp phim trong casino bon pesca lại lụt sả lại rom tàu bầu hay một tận nạp phim chết mai một lời nơi ta mua tận nạn dây bàn thì nhôm trắc đăng áp pekla kê từ sao dương men trong dương ló này nè cô thọ để tham ăn dây phương thạ mày dương ở miền đây thọ thế ở đăng luôn phong về nào để dương dây dáng việc nhận mà đấy nè cất tháo anh việt luôn một liền này cất đòi chúng nó những việc thầy prui đó về à thầy prui vì vì chia bài trái đó cá prăng này thầy prui mình nói mày prăng đó về nè khác kê mong dây tháng mai dân lo hoi và quay hoi miền mô tân áp hiệp Ina này kê mong dây dân mong dây càng trường dân lực trường dân kết thật kê lõ chôn ca tới cái trong phai dân ta kê đang thật dân cơ bông ta on đàm bây giờ việc lệch luôn anh chạy thật sao vì thật mô tân áp hiệp chì khmai dân dân khmai dân dân là phải anh ạ bật tốt với tư chì cao tục rồi anh ạ bật tốt với tư chì bày sai tư chì nở rụ tư chì ấy dân rồi tạm bật tới kì bật tốt kì tha sau đây về khắc lãng kì tương phá đây dân ta đó về mặt hàng tết về tha tha dương miền một nạp hiệp dương miền cột cron hao dương sầu hao dương son thì sóc hao dương sợi hiệp hao dương si chọc cột cron hao mai dương cron ba hao chơi vô dương cái đám thì tha trong là về dương ngọc chất mọi phần này tiết là một đồng tử nhìn trong ta nào nhóm chơi tập kết à nào tập kênh dây o trời hao dương thì nè sang cơ một nạp hiệp mai dương miền ban kết ấy thầy hãy đến cô ta sai anh nhé bờ là bóng nó bóng đông ta thì vi ngọc tơ du hỏi mô tận nạp hiệp sấy anh miền phòng rộng này này hãy bên đây ta sai anh lên chứ vì cô ta song sai chẳng khác này còn ọt giống ai ta lừa ta nai dây cột kia vọ vọ nó cứ bay sai nó độ prai nó mỏng ai ta sai và châu nó cứ kia cọt chẳng mỏng mà dễ cứ chẳng nhưng mà nó xuống là dây tá vào trong tay snap bao quát xuống góc mà tham ăn của chết đấy của bãi dây luồng luồng quật tâm mình tịnh thật ra quật tâm mình tịnh do lôi chai mà con quật cho bồn sò rồi sắp ngày đầu sĩ ban sẽ luôn ai tịnh sana do lôi phải nhúng nhúng miền bị khai cái tham bệnh mình phá tên này ai bao ở thì dùng cái bao miền bị cái thai chứ mình đang bị đang chơi mau bị khả nào lọp lười nhé mình phá tên nẹt bao nẹt đặt trời cái bao ao thì dương cái bao buộc lại cái bao mới nó với cho mình qua thế nẹt bao xong ngay trong bao xua từng ngón nhôm nhôm từ xa coi từ mặt tinh dây phải mặt tinh nhôm no từ mặt tinh cho lôi từ nam o chài bà nhôm có chưa chân trong mà nhôm bởi dây bọc còn bị khâu bị trời nó còn thay nữa bạn đi bạn na còn của bà đây nhôm rồi mà dây lên đấy không dây lại lại tới rồi dây lên mua nhôm chờ từ 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 lộn bật một chùm này ó mà lại lâu đã bị buồn phần đầu về miền rừng miền đào tới tập bóng gần tha à, trong ngặt nghiêm tịch bị bảy ngày ấy là vì dù tới chờ sằng sằng chờ lại chờ lấy tới bị chuộc chờ lại
chồng là nghiêm nghiêm sư ruột chứ hay cũng bắt dù thế chứ cái thả lại đấy mình phải chơi là chọp chọp đây để dù dù tôi bị cà rốt đọc nằm để bị cà rốt đọc nằm lên trong lại chứ nông bật tê máy căn tay bị bạ của tờ hỏi chuyện đi từ tiết dụ vì ấy đấy dụ vầy phị chán mần miền giật tệ bà dây bình đường bánh hà nhóm sọc dưỡng dây của chóp này nhóm dây bánh hà nhóm bánh cất đây ở đây dây bình đường bánh hà dây tàn ai của chóp này sọc dưỡng ở đây dây bình đường bánh cao tê sọc dưỡng vì dây bình dưỡng dây ấy của bạn này thả chóp nữa không sọc dưỡng bánh hà mình lành sọc vì thả vì sọc sạch mong à là việc mà nuôi cá khlong mấy đôi cá bô vì mà đông mà cá khlong cứ vui rích bên xanh lúc đáy chắp tới nát của chom này bạn dọc này mới còn cho đáy chắp của chom này nuôi khlong chom tới bao này lúc mai giống việc bánh hà sọc sàm bằng dây đường tập bánh hà là nai dây của bạn khơi nhà sọc ngày dây bánh hà chê chọc rồng phết được dương dây tập bánh hà mai giống đứng ngông rồi giống bạn nào bảo tập dây bánh hà thơm vậy dây bị nó sợi bị sang biến này là dây bị nó sợi sang biến mà bánh há nhá của dây bán đấy chứ à đừng nó sợi của bạn đôi nhôm dây thắp tổ nà tổ ná đang tổ ná đấy chứ mà bà tổ vì nhôm là thưa bạn này cơ thật luôn ấy anh mình từ chuột bị thùng chùm nư mình từ ngụm ngồi đấy thế đăng thà vay kho vay trợ đây đăng thà cả nạn bạn nào lo nam lo tu nịt ti chỉ mà đoạt cả tập cái chân cũng đăng đây vẫn còn là tập tổ mùi tiệt hạ cho ai mình chui prap kê chứ nguyên nơi biên chúng mình nhớ một đôi khi nè mẹ thái cả na ban vô đăng cả na mình chọn một chấm nưa đấy cả na rùa chơi cả na mình từ đường ngôn ấy đấy cả na score khóc score trừ ban đầu miền cầm hòm mũi tiền cười nhớ một chuỗi ba kê phò bộ đăng ngày ta sọc dương bị giảm mình chạm vào nhà tiền nhắn nhôm ấy nhập rạp nhổ rạp kê bán nhập rạp côn trang nhôm thế cái lô thái cả na đang rạp na bán nhập rạp côn trang nơi nông cua xa rạp như thế bây giờ từ côn trang dương dương hiện rạp có về xò một nào cất dân nào cất dân mẹ sọ mà cất dân thằng cô ta cất cất thả ơi từ răng tới đây từ từ rồi còn dây tới chứ chả chán một cái bài dân dân dây bự cùng dây bị quạt sáp nhiều anh chơi nhiều anh cho trời mưa lại lo là muốn bọt nào nữa chứ trời mưa mưa được nuông mình mình còn ta từ rồi chứ còn chán tuổi giờ khóc răng tới từ tận dây từ tận cho còn ở tận dây chứ dây ở phía xa từ rồi tê say tê chứ đập về còn dây giống bị sọ mày cô cất cất chóng bị từ rồi nhỉ nè đại dây bị xa nó hơi cận giống cái đại tới rồi nè đại tới rồi to nè mình dây bị xa nó bởi quật cận giống còn dây bị xa nó tới tới giống tới mà rồi thế mẹ định tiền đường dừng cung có hoa nhẹ nhai này lùm chà thì vật chia nè bố trâu trông bên đây vật chia bộc bày mình sửa lấy tiền chỉ vật nè bố nó cũng sửa lấy thằng ấy nè mà sao bắt tay sửa nè bố cũng sửa lại và đập về bắt tay sửa nè bố cũng sửa lại nhung bố nè bố bị cho đây bắt tay để thằng nơi con bắt tay nơi con sao mai tí nhung anh tham làm gì mà đó thà bắt tay tí bị không bị dướng nè bố mà ai cất đôi mà ai cất đôi nè bố tiền tí bán này bắt tay tí vì chỉ bắt tay đây son để phep đại kê cục cơm bàn o bị đá mà hỏi cam một con sao mai muốn cùng với sao bố cục cơm nè sọc mình bạc hà để tê xì trái nó hỏi cụ sao bỏ thằng lái bị sao bố cụ này vô thoa bị trả sắp bỏ ra bên nơi nông trào này bị phút vào nơi nông tiệt đợi bởi dân bị khâu ra nó bố hỏi chỗ bầy bao mà đại cất cụ rưu sân cung ấy nà từ khỏi khoai rưu sân cung rưu ấy tích miền tập bỏ mát ong thế để ai xâm đại đại xâm đại anh thoa bà nạ sọc hay nó bố phút đi miền là bè bót tạ môn ta này bót bà xa này bót bè non bà mô cà liên bè cà chai dần nạ tập bà năng ảnh bè ăn rốt rốt hai chia mình lớp bì bập hay ong để trình mục trình mọt càng dây thua bây giờ lại sọc tiếng luôn nè hai nó còn bột cao vì nó bị khâu cho nên xem ngạn lúc thơ trong xóm à bộ bà tê lâu bị ăn miền rưỡng lúc thơ trong xóm đọc về một đào xong mày dương đấy bà tê dương với mình chắc còn chắc tôi mơ bị xong mày thành công riêng này dùng mơ chùm non và xong cái đi chôn nạn phụ này riêng chạy đăng tăng lai nông bình vọt ấy tăng lai mơ lúc thơ mơ lúc bà căn đêm hồng mình môi ná của lô cất cung dân cung bao lô này tù lô mà trên mục chóm của đòi phải giàu này là lẹ bằng nữa nó về mà mơ sao mai dương quỳnh
ក្រៅតែពីរឿងបច្ចេកឡានបច្ចេកអីគ្នានឹងទិញឡានប្អូនគ្នាប្អូនបាយស្អីគ្នាប្អូនអត់ស្អីអាពាក់ស្មាអញ្ចឹងណាអាកណាត់កតប់ស៊ូតអាចរបស់គេមកយកពីថៃនោះថាផាក្រាបនោះអួតគ្នានោះឯងអានឹងគេថាកតប់ជូតអាចអានោះរឿងតាក់តងរឿងប្រទេសថៃនោះហេតុបានថាកតប់ជូតអាចហ្នឹងតាមពិតគេមានជូតអាចទេអាកតប់នោះគេរឿងរ៉ាវប្រវត្តិប្រទេសថៃនឹងឆ្លោះគ្នាតារាមសាក់តារាមយុះគេគិតថារឿងនេះលោកសងឲ្យតារាមនំណៃគ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងថោកទាបដើម្បីបដញ្ញាខ្លួនឯងថាខ្ពស់ជាងគេគេក៏បានបង្កើតអាកណាត់ហ្នឹងពាក់លើស្មាហើយតាំងតសេស្អីស្អីស្អីណាមកពីណាមកពីណាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកស្រុកគេតែដេលថាកណាត់នេះកណាត់ហ្នឹងកណាត់ជូតអាចទេនោះព្រោះឈ្នោះព្រោះជាអ្នកបោះឲ្យតារាមនេះរឿងនំណៃនោះតែកណាត់ជូតអាចតែនោះហើយក៏ពាក់អាហ្នឹងតតគ្នាមកដល់ពេលយើងនោះវាគិតថានោះជារបស់អ្នកបោះពពាក់ដែរបងមើលប្រសងគ្រេជួនណាត់មានឯណាអត់ទេអញ្ចឹងបានគេហៅថាកណាត់ហ្នឹងកណាត់កតោបជួយអាចទេកុំប្រឹងពាក់នឹងអួតនេះអានោះអួតនេះរឿងណំណៃរឿងស្អីណាស្អីណាគេចេះបតបឲ្យទេនោះអត់មានអត់មានដូចប្រសងអំពីម៉ៃប្រសងគ្រេជួនណាត់នេះកាលពីសម័យប្រសងគ្រេជួនណាត់លោកមិនបរិសុទ្ធទេផ្លូវចិត្តនោះលោកមិនបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តទេលោកមានលោកធម៌លោកអីយ៉ាងឯងលោកកាន់លុយលោកស្អីលោកអីលោកអាចស្ដាប់ចម្រៀងលោកអាចមើលអីមួយយ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរតសើសម្រាប់ប្រសងសម័យមុនគឺថាលោកប្រឹងប្រែងរៀនហើយការរៀនរបស់លោកតាមប្រមាណទោះជាលោករៀនអីក៏ដោយវាឈោមទៅរកទិសដៅតែមួយគឺផ្ដោតទៅលើសង្គមរបស់លោកទោះជាលោកសឹកក៏ដោយបោះក៏ដោយអ្នកបោះសម័យប្រសងគ្រាជួនណាតាមអាត្មាអានប្រវត្តិខ្លះទោះជាសឹកក៏គួរតែដៀលដែរអាចារ្យខ្លះនឹងបោះរៀន30ឆ្នាំទៅសឹកទៅដល់ពេលសឹកទៅណក់ទៅជួយប្រែកម្ពីបត្រៃបិដកទៅធ្វើការរាជការណាគាត់គឺថាអ្វីដែលគាត់បានរៀនមកទាំងប្រមាណគឺគាត់ចង់ដើម្បីប្រទេសគាត់ហ្នឹងថ្មីបើគាត់បោះក្តីគាត់សឹកក្តីវាខុសអំពីឥឡូវណាសម័យមុនលោកមិនបរិសុទ្ធទេផ្លូវចិត្តដូចតែគ្នាហាយថាវាមានការខុសការអីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរតសើលោកភិក្ខុសាមណេរសម័យប្រសងគ្រីជួនណានគឺថាលោកយកអ្វីដែលលោកមានទាំងប្រមាណហ្នឹងតម្រង់ទៅលោកសង្គមលោកណាតាមអាត្មាគ្រប់ស្គាល់មកไอดอลមានច្រើនដែរប្រសងឃីវជុំអ្នកខាងសរសេរសភើសរសេរកំណត់ទស្សនៈសភើលោកតៃបានច្រើនហើយលោកក៏ជាអ្នកជាតិនិយមដែរនិយាយពីរឿងដាក់ទើតមកដៃជាតិណាប្រសងហែមជាវអីយ៉ាងមកបណ្ឌិតោប៉ាងខាត់វិរិយបណ្ឌិតោប៉ាងខាត់សេចនាងម៉ងសេះអ៊ុំស៊ុំជួនណាតពួតតាតល្វីអែមកំតោប៉ុនសំភាជអីយ៉ាងមកពួកលោកទាំងអស់នោះនៅផ្សេងផ្សេងទៀតណាមានច្រើនតាមស្គាល់អស់ចំណែកវិជ្ជាដែលលោកមានទាំងប្រមាណភាគច្រើនលោកចែកទៅក្នុងសង្គមលោកការរៀនរបស់លោកមិនខាតបងឲ្យការរៀននឹងត្រូវទោះជាលោកសឹកក្តីនៅជាបុគ្គលដែរដល់ពេលយើងសប្ងៃយើងវាផ្ទុយមកដូចថាដាច់ពូជអ្នកចឹងវាភាគច្រើនលោករៀនដើម្បីខ្លួនលោកបើលោកបួលរហូតអាចក៏បួលរហូតទៅតែបើថាបើសឹកក៏មិនគួរតែដៀលដែរបើសិនបើយកចំណេះនោះមកជួយដល់សង្គមមានអីមានអីអក្រក់លោកខំរៀងតែប្រមាណមកបង្ហើយក្រោយលោកខំយកអានោះមកជួយសង្គមលោកមានតែអីអាក្រក់ទោះជាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខ្លះខុសខ្លះទៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសដូចភាសាចិនគេថាមកយកបនលុបលៀងទោសយកគុណលុបលៀងទោសខ្ញុំតែមើលរឿងចិនអត់ខ្ញុំបានធ្លាប់មើលរឿងចិនគេនិយាយថាម៉េចធ្វើគុណលុបលៀងទោសឥឡូវព្រះអង្គលើកលែងទោសគាត់ទៅយកគុណលុបលៀងទោសទៅពួកគាត់បានធ្វើគុណសម្បត្តិដល់នៅកោឈីងច្រើនដែរអញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យគាត់យកគុណលុបលៀងទោសទៅស្បស្ដាប់ភាសាហ្នឹងប្រសងពីមុនលោកមានការធ្វើខុសទៅអីអញ្ចឹងវាឆ្កំឆ្កងណាស់ដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងទឹកចិត្តរបស់លោកយកអ្វីដែលលោកចេះដឹងហ្នឹងមកដើម្បីប្រទេសជាតិលោកគួរដល់ការសរសើរនៅជាអ្នកបួសក្តីសឹកក្តីដល់ពេលយើងមកឥឡូវមកតែដើម្បីខ្លួនដល់ពេលមកតែដើម្បីខ្លួនវាអត់មានតម្លៃអីពិសេសពីប្រសងសម័យប្រសងរាជជនណាត់ហើយវាអត់ចូលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ចិនដែលគេនិយាយថាយកគុណលៀងទុះណាអើអ្វីដែលធ្វើផ្លាំងផ្្លាត់មកវាអត់ស្គមឆ្កងណាស់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវក៏បានសាងគុណបត្តិដើម្បីជាតិដើម្បីអីចឹងព្រះជាគួរលើកលែងទុះអីចឹងចិនគេនិយាយចឹងតែពេលឥឡូវវាផ្សេងពីមុនបាននិយាយនៅឡាយលេខទៅខ្ញុំមកពេលជាប់ច
chết thành dây mới nhôm đấy cô lại mong thế dây dây ta cả đạn bận đạp xa nô biên mày đoạn tu đường bận đạp xa nhung đường bận đạp xa nhung trời cận chơi đường bận đạp xa nó biên mày đạp xa nè chả mờ mày hạt phò là bao nhiêu mình cận đòi chúng đây đang tê nhung cận thao vì chơi đường chúng nưa bắt đây có đạp lại miền cái này khác trời cận lận đó à đường bận đạp xa ô thò nè ô thò tha thọ miền đường ra xa mà nặng tiệm để lục khăn cào chúng phu nè sọc nam mùi chứ đạp bận đạp xa nè sọc đọc về giống nè sọc nó vì đi đây xa bận đạp xa bỏ xa mà nặng tiệm đường mền thì tháng này còn mọi xa mà nặng tiệm bận đạp xa bán đi nè vì nè sọc phong nè bận đạp xa ấy nè tiệc bài nè bận đạp xa ấy bận bờ xa mà nặng tiệm nè miền sọc đạp xa với cá thế nè bảo giống người tham bánh này bong thai bong thai bong mật kẹp bận đạp xa ấy bận còn mọi mai bận đạp xa ta mai ở bận đạp xa bán đi à rừng bà đạc xa nó về vậy nhỉ về là đại bộc cô mà nè đại chỉ một nụ lò vì thật lọ miền cồn nô và ca rạ lơ nhốm nè miền opa ca rạ cồn lơ nhốm chỉ một nụ đại miền chạ ra miền diệt o miền cồn thọ o miền thằng opa ca rạ cồn nô nhốm phong phụ thọ là nhốm cho trời bàn bà đạc xa vậy kia đó về chẳng á ngày nay nhốm ca chỉ bộc cô akata nhu bàn tu sai chỉ cồn này nè bàn tu sai chỉ bộc cô đại miền cồn chỉ phụ nhốm phụ này miền cồn thọ đó về phụ nè thằng ngon nóng về ban pol đây đời cầm hăng bọc luôn thà này xong ông dây xong ông gió à đi à luôn thà sau đây ao giống đã bà đặt xa anh ao cái nia có mời đồ xì miệt ma này tụt ra anh chỉ mai ai chứ thằng phế nhung thà giống à bị thằng ngon nóng ấy xong bay thà nhôm nóng pol đào anh đẹp bà đặt xa chứ nóng pol đào chật lo cái đào trong dây thà đôi mai ơi giống tê khá thứ thai con men chật cõi chuồn cá tới khăng phế tới bàn tay men trong phanh cũng chật thà từ tại nạc là tiết tha tới cuộc khăn nhiều mà cuộc chọn miệng này tôi chỉ mâu nóng chết tàn na có đọc đời mâu nóng chết tàn na ở đời bên na đại dương từ phật tu sai chỉ phụ bồ câu niệm miên côn ở thoa anh chóng á nè à phụ cái bài kháng à phụ cái bài kháng thằng lai na để lọp châu trận sờ lánh quan trâu chỉ phụ bồ câu niệm miên côn ở thoa nữa đại chỉ một o nữa à phụ này thằng o thằng ai đại một biển biển dương à tham anh giấy này dây cho bằng cành lô nhôm bảo bạn sẽ đáp phụ tê và đa thằng lai tam rương này thọp miền mẫu nè bộ tê và đa khá miền ca sơn lai động an tam nạn tiềm đại khôn anh vô thà lo đối dương quan trâu phun ta ra chấm riêng thà đại đó nữa nè đọc về dương trâu dương từ tu sơn lai chấm phun đại chóng chóng à phụ nè bộ tam nạn tiềm động an ban đa sa chấm phun chứ nè à phụ sa vẽ sa vi ca bao kế nè thơ chấp đam tu sơn lai chấm phun chứ nè nhưng ban thì tham mai ở đa sa bị mai ở sạ sất nè tê và đa cạch mền nhung đại lư pi nè nếu bữa mai thà tê và đa cạch trong mấy này nhung, bị bao chôn ở tây mấy, tay bị robot nẹt miền côn, nẹt miền opa cara côn người dương, chỉ miền đa bị đa cua cha bị phụ nẹt, sao mà nạt, priem phụ, vì đẹp bỏ chia nẹt miền côn nó thua nẹt thơ phải dạy đời dương trao này chứ, bà con có đa xa dương hói, trao nào bị đi, tôi chỉ con mình mau biệt biên dương người bàn tay chôn xem xem nữa, để nơi chung mình có bài kháng biệt biên dương, hôm nay đây có đa xa nó bị ai miền trong, hôm nay này có đa xa nhung nhiều lên, thọ miền rừng ra mau bị muốn đặt ma lừa đường cho. Tụi nhung cần thả phật đây mình phật đấy miền tạm bỏ mà nẹt nó còn chỉ nẹt tăng nơi nông sao lại còn chim đàn chiên bản lại còn chim nô lo thế còn chú ý gì đời về còn tận nơi cái bài nẹt sọc nó vì ăn chia lá mình cha được thế mình men tạm mà đạm bàn lô hóng chê mà rai lô tiền tụi tôi rai lô tiền được sọc được mọt đạm phong ấy phong tụi nôm đạm được sọc được mọt đạm từ đầu rừng quạt đang đây quạt mà đang ấy sao này quạt mà đang cõi phong nè con này mình ấy đi con nó tháng tu chỉ kê sầm lấp à tham anh câu à tham anh mình to mình tham mày đây ta phải đếm rằng giang là phụ tê và đá để thọ bầu chia để thọ bạc rộp rộp án cơ tham mà nụ chăm sóc khi tu sai cả đây mà nụ là o hai con đang hai kia nơi tập tu sai cả đây cái hai chua mà phụ tê và đá vì cho mà nhung hôm nay thì có đa xa với tây chung đợt về cái hai chua tới mà thơ ba mẹ sọc còn tới và hôm nay rất bọc luôn cục đồng pin cục bột cho mẹ sọc ngọc được tiếng này tam tiếng này tam bỏ mình ban cất ấy phong nắng bà con ban thai phong này cho bà con ban tha thì xong mày ai chơi xong ai vô thứ đời người trong phụ này có đau cái hai tiếng lái với đau bẩn à vì mình có tu sai nhôm mai từ dầu rừng để tiên đặt mà dây rừng bị môn đặt mà dây nâng dầu một cất để nhôm mưa bị phải chịu bon của bạn này mì rừng để ai sầm lăng khơi bạn mà nhôm cất thai nà mà nẹt chim luôn lo đó về miền nẹt đất tây nó từ cô tu sai này nó đang để dùng vô thái này nó lo sọc sọc nó
គេល្អប៉ុណ្ណឹងហើយគេអស់គេគ្រាន់បាវប៉ុណ្ណឹងហើយទៅបន្ទោសស្រ័យគាត់កើតដែរអាយើងនេះអ្នកក្តៅក្រហាយហើយយើងឯងអ្នកតបៀតបៀនអ្នកខ្ញុំខ្ញុំបានគេថាបដាសានឹងវាអាចមានអំណាចចុះបដាសាខ្ញុំយល់តែមិនគ្រាន់តែយើងពោឯងចូលងប់ឯងងប់ទៅគាត់និយាយទៅបល័យស្អីណាសោតអីទៅសពកាច់ទៅហ្នឹងមែនទេប្រាប់ពាក្យសម្ដីទៅទេវាទៅងប់ស្អីអត់ទេមានតែលំពេញអាវុធណាគ្រាន់ថាប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងដូចអាត្មាលើកហេតុផលខ្ញុំស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានអាយដលដល់ពេលខ្ញុំគាត់ថាអាយដលនឹងល្អបំផុតហើយគេទៅបន្ទោសស្រ័យអាយដលខ្ញុំខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនក្រៅក្រហាយដល់ពេលខ្ញុំមិនក្រៅក្រហាយបើទប់មិនបានធ្វើម៉េចមិនទៅបៀតបៀនគេនោះអំណាចនៃបដាសាវាអាចមានចុះប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែយើងថាទៅថាបដាសាទៅថាបកាច់តោងប់ទៅចឹងមែនទេខ្ញុំយល់ណាដំណំយល់និយាយចឹងចាំងពូនបានអង្គុយចាំងចាំងណាចាំងតិចបងមើលចាំងចាំងដូចតែគ្នាទៅណាមានកាយអីនិយាយមកនិយាយទៅមកមានកាយកាត់ឯងលឿនមកនិយាយមីលោកកាត់ឯងចង់ត្រឹមហ្នឹងហើយតើតើបោកឲ្យវិញសុងពេលនោះគេនឹងលែងស្គាល់ការពិតអ្នកណាប្រាប់រឿងអីក៏មិនជឿបោកឲ្យវិញសុងចង់បោកស្រួលតាខ្ញុំអាត្មាចេះបោកតាមិនទេបោកទេស្រួលបោកសង្ឃមកមើលជើងអ្នកស្រុកអ្នកត្រកបកាយជឿរឿងជំនឿអូតបកាយនិយាយទៀតនេះញោមអូនចេះញោមអូនចុះហ្នឹងលើកសារគាត់បន្តិចអីបន្តិចធ្វើរឿងផ្លែកផ្លែកបន្តិចខ្វះអីញ៉ឲ្យលុយចាយគាត់ជឿតាចុះឯងជូនកាទៅចូលមករកអញ្ចឹងទីគុណស្រោចទឹកអីកណានបន្តិចអីបន្តិចណាវិចធុកវិចទៀនមកចូលបោកអាទៀនហើយមិនវាក់ទេញ៉ឲ្យតបកាយបោកញ៉ាំមិនមានពេលគេថាមិនមិនខ្វះទេអ្នកឲ្យបោកឲ្យតបកាយបោកចង់បោកស្រួលស្អីនោះឯងកណាក៏ជិះបោកបោកបោកតអស់មកអ្នកបកកែបោកខ្លះបោកមែនបកកែបោកមើលយល់ទេណាបោកបោកឯងអស់ពីខ្លួនអត់ទាន់ដឹងថាបោកទៀតដូចថាវាមានកលវិជាខ្ពស់ពេលណាដែលមនុស្សខូចមនុស្សដែលក្បាលក្បាលរហ័សអាចគិតអាចគិតក្បាលរហ័សគេមិនហៅមនុស្សមានបញ្ញាទេអាបញ្ញាមិនត្រូវនិយាយព្រោះអក្រក់ទេពួកអ្នកមានក្បាលរហ័សយើងនិយាយយ៉ាងចុះប្រើភាសាណាស្រួលស្ដាប់ថាពួកមនុស្សមានក្បាលរហ័សក្បាលរហ័សដូចថាវាប្រកែកឹតនៅក្នុងរឿងកលបាយតែមិនមែនមនុស្សមានបញ្ញាទេពួកកណានិយាយពីរឿងបញ្ញាលក្ខណៈរបស់វាគឺបែងចែកពីរឿងខុសត្រូវបញ្ញាណាយកឲ្យបណ្ឌិតក៏ប្រើឈ្មោះហ្នឹងដែរដែលហៅថាបណ្ឌិតបានហ្នឹងតើតមានបញ្ញាហើយតែនិយាយរឿងបញ្ញាហើយជាបែងចែកខុសត្រូវហើយហើយតែកណាចេះនិយាយពីរឿងបែងចែកខុសត្រូវតែបដានិយាយពីរឿងគុណធម៌ព្រោះមនុស្សដែលបែងចែកខុសត្រូវវានាំមកនូវគុណធម៌ណាយល់ខុសយល់ត្រូវដល់ពេលពួកមនុស្សដែលមានក្បាលឆ្លាតមិនមែនហៅថាបណ្ឌិតទេមិនមែនដូចយើងសំងាយបណ្ឌិតពេញស្រុកទេមនុស្សដែលមានក្បាលរហ័សក្បាលលហួនគិតវៀងវៃហ្នឹងបើសិនបើខូចជាគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងគឺពួកវាបកាយបោកយើងមើលចេញយល់បោកឯងអស់ខោអាវបើវាល្ងង់អត់អីទេមនុស្សខូចហើយល្ងង់អីតែមនុស្សខូចហើយក្បាលឆ្លាតហ្នឹងសដានអាក្រក់ឲ្យក្បាលឆ្លាតហ្នឹងមានច្រើនគឺយ៉ាប់តែកាលណាមនុស្សក្បាលឆ្លាតហើយខូចនឹងមានច្រើនហើយពួកអ្នកគ្រោះថ្នាក់គឺពួកល្ងង់ខ្លះបកកែបោកបោកមើលយល់ទេតែមនុស្សដូចថាវាក្បាលនឹងប្រហែលផែគ្នាមិនមើលយល់បានថានេះសំដីបោកនេះកូនកលមាយខ្ពស់ណាគ្មានណាមើលយល់ទេតោះតាល្បាក់ល្បាក់គ្នាមិនមើលយល់វាថាប្រហែលយើងឯងល្មមមិនហ្នឹងវាស្ពឹកមិនសូវចេះគិតអីទេនោះត្រូវម៉ាច់មកពួកយ៉ងបោកខ្ទេចអស់ដុំចាស់នៅវត្តណានៅព្រៃវែងនៅភូមិដងបងកណាសុំស្វែងគុំកណាសុំសួរមួយតើដាក់បដាសាអេអាត្មាឆ្លើយហើយតើបដាសាមិនដូចម្ដងហើយ
mình đang phơi nhôm tham của mình nhiên anh dây đấy này, dây tam nhôm số chứ dây lên 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 lại thọt tất một màu đó là cần á lư tha lư lô sầm đầy thà đầy thóa rôm sâu tha mấy bộ phật bề miền bồn sôm ni môn pro tê sna bề miền bồn bề miền phía bề miền phía khác bề miền bồn ông miền bồn trang thì thật sao ông bộ phật bề miền bồn thì sao bà lấy phẹt ở phía đúng không phẹt ở phía nó cứ như thế bị đàm nói ông chú sật thọt thạ chú mua nơi cổ hóa là về trả đắng cái áo chú mua thá xam phốt thô thì chú mua bẩn trịa bị cao trả đắng sama samputho là như nam giới prasama samput prasama samput đó nghe sama sama đang prai tha trầm trơ ắt chọn sama sama nó trầm trơ ắt chọn trong tin cái trong dây bị ấy trong dây tha chấp bắp thôi mà chia đại của cô trạng đang nó ăn miên khôi thế còn mình lùm lùm đây qua trời chấp bắp luôn mong là ta sama nó về samputho à bị ta sang môi chứ nó sam sam sang sang nó thì sao mà lấy nó trong dây tha nó đói luôn ai sang sang prai luôn ai nó về putho nó prai qua trời đại dương dây thả bò bò đó nè mền dồi thua đây bộ phận mền dồi thua đây, tầm đạp dương bộ thôi chôn dây trăm dồi thua ba nồi cùng dây bò, bộ dương dây đáng nhom bò rừng phật rừng lô cây nòng phải chỉ bón ai bò rừng phật về rừng khác nhom ăn bò được luôn ai nó dương dây bàn, tại bờ dây bờ rừng à đây giờ mẹ đây giờ pho ấy dây rừng bộ thua ấy nhom bò thua nó ngon đấy, mình lục sạch chặn ăn dây giằng bàn, ai dương dây thả dồi thua bộ thôi chôn, bị thả bò thốn cứ bò thua. Sama samputho nó prai tha nẹt đại tra đằng vì ta pol tho cái tra đằng nẹt đại tra đằng nưng chấp bắp thọ mà chia nưng giang trầm trừ chấp bắp thọ mà chia giang mấy ông đằng ọt chật lọc vì ta sama nó cứ trông dây thà trừ giang tròn trừ giang ọt chọt ọt miên cả lại sò ọt miên lập miên háo đau khốn ai tiệt nhẵng ọt miên kêu na từ bắp ông thấy anh đi chơi đi chơi ọt miên này đại sam này bà mày bỏ ông làm sò ông tự đó tìm một phật tới vì áp bị sai nó về chấm rồi ông ngoài bàn phật tử nhưng mà khi ta sama samputho tới nó chụp bia cả đa cả bồ tới bị hàng cày hàng cày mỗi khi ta hái ông dây phong dọc phong để sai khi ta ông ở trà nhé rồi bị ta phe phe cả viên ra miên bon mấy nhộn phe cả vòn tạ phải thà nhẹ để miên bon rồi hái đấy bằng cái thà giống của ông miên bon trà của ông bàn chỉ một phút nó cái trong dây chẳng ông thì là miên ba là mấy trà này chẳng phe cả viên nè ta sao phong phi tha phe cả viên nó prai tha phong prai miền bột phịa nhôm đại lư biết nè này tham gia phi sa sao phong ra prai miền bột phịa prai miền bột phịa cái lô từ mờ bay đón đấy cái phong miền bột phịa phong miền bột phịa đấy prai miền bột phịa trong dây tháp phong chỉ nhẹ chạy lên dây số áp nhôm tha và phốt cứ chỉ nhẹ chạy lên phe cả viên nữa phe cả viên prai tha nhẹ chạy lên miền này tha phụ tê và đa thằng lai phụ mía prôm thằng lai những cái ban hai phong giống đây xa thì khơi tháp phong anh cứu sát na, mình men bao thầm đai, đặt rừng nẹt sọc thầm đai để tê và đa của ông mình dồi, prum của ông mình dồi, mía của ông mình dồi sát na đau thật đập thọ bàn, bây giờ mình chỉ cầm nai nhỉ, ai cả thầm đai thọ bỏ bây giờ men đôi dương, men đôi lố, rồi đặt tới khơi dây ta bay bốn nẹt, cầm sọt cầm ro các bạn các phục ấy giống an tình tôi tới đầm mô ta sạ kẹt cả vẹt táo e vàng từ bình bạt từ phủ lùi tạnh nó, những bà đây chơi diêm tạnh túi. Đặc biệt là cái này là chúng tiêu ốc nhà tới cảm thấy bọn thống á chứ về ngay tới thua còn bảo tích bằng trang tham nông tôi bước tức lùi nó đặc biệt với ông miền giống này tôi bọn hôm nay thua nó không đá bộ để tập sẽ thay khắp ở đây bởi chia cái đó bọn hôm nay đó tôi thì bọn tôi chụp dìa cho nẹ xông tiên xông mông thầm mấy nẹ cái đá nó đó bọn hôm nay thua đó cả bằng trang bọn miền đó nhà bạn kịp cô bà ma thả bà phút đôi chỉ sắp xây hại chứ sắp xây hại bên tao ấy sắp xây hại nó cứ bên tao tàu sợ máy bên xây hạ để xây hạ nó cứ phụ tập vào một hết tiết đại việt tài thay lại thì đieng tàu tại vì còn ba chiêng à sạt nó bờ sang việt đấy vì đại trường smart này vậy bờ trường vì mà smart cái việt đây tàu lọ bờ biển đại trường smart này dân riệp rồi hết đề là về việt đây thấy về để việt bao này láng vì mưa trường việt dần bờ sân trường việt riệp rồi anh nó bị ngược thì chập chậm này tại sao bờ bị ngược máu khơi trường việt từ dân đây para tàu nạp này thế việt ngược thì việt đây giả tiền đại trường đây giả mày to từng ngựa lăng riệp rồi ban từng mục à sát nó chậm lại nhiều hỏi đi chợ xây nữa xây hạ này bữa sau này về chập về prong từ chập sát na mũi về para cái đây chỉ diêm thóc này tôi chỉ biết đánh gần sai cái đây đánh làm rây cái đây đánh gần sai của tập phần nắng đánh làm rây của phần từ chập cái đó có para cái đây chỉ diêm phần này tại vì trong tờ na hỏi cửa nông bọn ở đây nhỉ à sát nông
គេព្រាមទេពពុទ្ធពុទ្ធទៅជួបសាមណៈព្រាមម្នាក់ទៅជួបសាមណៈព្រាមទៅជួបយាយចកម្នាក់ជួបមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់អ្នកសុំទៀតម្នាក់ត្រូវសំដែងធម៌បយលតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រើក្តីព្យាយាមពេញដំណឹងតែប៉ុណ្្នឹងទួទៅកដាព្រមកដាមេក៏ដោយកដាពួកស្ដាច់ណាស់ស្ដាប់ធម៌ដែរពុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងមកគេព្រាបឧបមាថាពុទ្ធដូចសត្វរិហៈហ្នឹងដល់ពេលពេលដែលគេជន់ទាំងឡាយនឹងសម្លឹងឃើញថាពុទ្ធមានការចែកលែកដល់សត្វទូទៅមិនមានលំអៀងអញ្ចឹងគេក៏ហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកចែកលែកព្រះមានប្រភិកព្រះមានប្រភិកចង់និយាយថាព្រះអង្គមានការប្រភិកប្រភិកប្រភិកចង់និយាយថាព្រះអង្គមានការបែងចែកភាសាហ្នឹងណារឿងពិបាកស្ដាប់តិចព្រះមានប្រភិកញោមតើអានបីដកហ្នឹងនិយាយហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងទៅព្រះមានប្រភិកហើយញោមតើអានកូពីធေါ်ញោមតើដឹងគេថាព្រះអង្គជាអ្នកមានការចែកលែកហើយលោកញោមមើលពាក្យនឹងមយលស្អីគេព្រះមានប្រភិកប្រែថាប្រពន្ធជាអ្នកចែកលែកចែកលែកចឹងពីផ្សេងពីយើងយើងមានការចែកលែកបែងពួកអ្នកខ្លះណាយើងបានជាប្រសាងពុទ្ធសម្ដែងថាស្ដីសម្ដែងនេះវាមាន5ក្នុងនោះវាមានមួយហៅកំណាញ់វិជាកំណាញ់វិជាយ៉ាងម៉េចដូចយើងបរៀនយកលុយចឹងតើសិស្សចូលសាលាបានយើងបរៀនពួកបរៀនបានលុយមិនចេះតែបរៀនទេណាគេថាមិនសូមរៀនហ្វ្រីហ្វ្រីអីចឹងមកលោកអើរៀនអីឲ្យរៀនទេមកកំណាញ់វិជាព្រោះហេតុអីវាយើងត្រូវការលុយតើឲ្យលុយមិនឲ្យរៀននេះវាមានកំណាញ់ចឹងចំណេះដឹងខ្លះទុកខ្លួនឯងអញចេះអញយកមកជ័យដើម្បីអីក្រាន់បើអីលៀបយុះអីទៅតែឯងហ្នឹងល្បីតែអញអីតែអញមិនអាចចែកលែកគេបានទេព្រោះហាគួរកំណាញ់វិជាតែប្រពន្ធអត់មានកំណាញ់ការចេះដឹងទេប្រសាពុទ្ធនិយាយមួយសាវៈថាតថាគតមិនមែនជាគ្រូដែលលក្ខចំណេះវិជាឡើយហើយអ្វីដែលថាគតសំដែងទៅគួរអស់ហើយពីរបងរៀបរៀងពីរបងប្រាប់អញ្ចឹងតថាគតមិនមែនជាគ្រូលក្ខចំណេះវិជាទេអ្វីណាដែលថាគតត្រូវនិយាយប្រាប់អ្នកគួរនិយាយអស់ហើយអញ្ចឹងតែមនុស្សដូចជ្រើនោះមានការកំណាញ់វិជាថាគ្រូលក្ខវិជាព្រមគេថានឹងថាអញ្ចឹងទៀតតើលោកនេនឬភិក្ខុធម្មតាតំណាមានទុះឬទេអារឿងស្មោតនឹងតាមបើទៅតាមវិន័យណាកណ្ដានិយាយអត់និយាយរឿងសំគមសំពួរទេនិយាយវាតាមវិន័យភិក្ខុមិនអាចសោធោះលក្ខលឿនបានទេធ្វើតលេអលក្ខលឿនណាអើងអើយអើយណាណោហ្នឹងណាគេហៅថាសោធោះបតភិក្ខុមិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេមិនអាចសោបានទេសំដីក៏យ៉ាងដែរមានសិក្ខាបទបញ្ញត្តិដែលព្រះថាម៉េចអឺស្អីទេនេះភាសាបាលីនេះនៅភីកវេអីណាគីតសរេនេះគេយីតាពោយោគេយាបតិទុកដាសៈទីខេនេះគីតសរេនេះខ្ញុំនិយាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវសោតធាត់ដោយសម្ដែងវែងវែងទេភិក្ខុណាសោតត្រូវបាត់ប្រកបភិក្ខុសាមណេរដែលគាត់ដែលឃើញគេសោតធាត់នេះធាត់ជ័យអាចៃអាចជ័យលឹកអីគេថាជ័យកូនគោជ័យឡើងផ្ទះអីគេណាគេសូមអើងអើយអើងអើយណាខ្សែលោកនៅខាងក្នុងពេញដែរលឺដែរអានោះគាត់គេហាមមានសូមដេញយ៉ាងវិញស្មោតក៏ដូចគ្នាវិខុសសាមណេរអាចស្មោតស្មោតនឹងក៏បានដែរមានរឿងដែលប្រសាពុទ្ធបង្ហាញពីទូកំហុសឥឡូវចាំគិតអស់នេះមើលតើព្រះអង្គនិយាយខុសត្រូវការសូមធន់អញ្ចឹងពុទ្ធថាម៉េចបើគោអ្នកសូមធន់វែងវែងនេះទី1ខ្លួនឯងខូចស្មារតីខូចស្មារតីចង់និយាយថាអ្នកសូមអញ្ចឹងអត់ស្ូវជាក្នុងគណៈដែលសូមហ្នឹងសតិមិនស្ូវល្អទេក្នុងគណៈសូមហ្នឹងណានិយាយសូមស្ដាប់ថាលំលោចដូចអ្នកច្រៀងច្រៀងច្រៀងចេញទៅភ្នែកយំឯណាឆ្កុយខូចសតិខូចស្មារតីអស់ឲ្យតែអាសាច្រៀងអាសាលំលោចឈួតឆាប់ប្រសាពុទ្ធប្រាប់ថាពួកអ្នកសូមធွာលឺថត់បត់វែងអញ្ចឹងទី1ខ្លួនឯងនេះខូចសតិចិត្តវាអន្តែដងតាំងតែដងយឹកអីខ្ញុំយូរយូរតែដងម្ដងអីណាអត់សក់ពេកតែដងម្ដងទៅមិនដែលអារម្មណ៍តាមធម្មជាតិអីទេប៉ុន្តែឲ្យតែដងយឹកហ្នឹងយូរលប់ហើយឲ្យតែចិត្តមិនទៅនៅខ្លួនប្រពន្ធបង្ហាញពីទោះថាការសោតធွာជាបត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចសតិខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាអ្នកស្ដាប់ក៏ខូចសតិឥឡូវខ្ញុំសាកមើលស្ដាប់ស្មោតស្ដាប់ធွာវែងវែងឥឡូវស្ដាប់ចម្រៀងពួកចម្រៀងពួកស្មោតពួកបំពេពួកកាប់ឃ្លោងគេណាសូម្បីតែស្ដាប់ទៅវាបានប្រយោជន៍ក្នុងនោះខ្លះយល់ពីស្ដីយល់អីក៏ដែរប៉ុន្តែត្រូវតែលងលងហ្នឹងមកដូចថាវារីមីឬថាវាចិត្តហ្នឹងវាទៅអាហ្នឹងក៏មកវាចម្រើនច្រើនពេកអត់បានទេតែកាលណាចម្រើនច្រើនពេកទៅស្មារតីទៅល្អទេពួកអ្នករីមីបងបង្ហាញពីទោះអញ្ចឹងការសោតហើយត្រូវបាត់ទូកសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរសម្រាប់ពុទ្ធអីទេគាត់សោតចុះ
ប៉ុន្តែវាមានទោសអត្រង់ថាធ្វើឲ្យវិញវន់តែប៉ុណ្ណឹងឯងកូនចាស់ជួយបកស្រាយរឿងឧទ្ទិសកុសលផងរឿងឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនឹងច្រើនដងតាមពិតទៅពេលណាដែលយើងនិយាយរឿងឧទ្ទិសបុណ្យតោះនិយាយពីរឿងងាប់សិនងាប់កើតសិនខ្មោចពេលណាដែលរាងកាយនឹងបែកធ្លាយទៅគឺបែកតែម្ដងអត់មានសល់អីទេរូបខណ្ឌធាតុទាំង4វេទនាជានាមធម៌សញ្ញាជានាមធម៌សង្ខារជានាមធម៌វិញ្ញាណក៏ជានាមធម៌រូបធម៌មួយនាមធម៌4ពេលណាដែលវាបែកទៅគឺបែកមកដូចភ្លើងឆេះគល់អុសអញ្ចឹងពេលណាដែលគល់អុសអស់ភ្លើងត្រូវតែលត់មិនមែនយើងថាឥឡូវបើភ្លើងឆេះអាគល់អុសអស់ទៅហើយតើភ្លើងវាទៅណាទៀតភ្លើងទៅណាมันមើលភាពយ៉ាក់ស្ដែងពេលដែលភ្លើងឆេះវានៅមានគល់អុសចុះបើគល់អុសឆេះអស់តើភ្លើងវាទៅណាថាវាលត់អាលត់មានន័យថាម៉េចអាលត់មានថាវាសូន្យសប្ដថ្ងៃហ្នឹងរាងកាយខណ្ឌ5មានតែនាមនិងរូបអានាមយើងចាត់ទុកថាដូចគល់អុសចុះដល់ពេលរូបអារូបយើងចាត់ទុកថាដូចគល់អុសចំណែកនាមយើងចាត់ទុកដូចភ្លើងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងយើងរូបហើយនឹងនាមឥឡូវបើវាបែកចែកពីគ្នាបាត់ហើយកាយបែកភ្លេទៅហើយតានាមវាទៅនៅណាអត់មានទេប៉ុន្តែនិយាយតាដូចជ្រឿនគាត់យល់ថាមិនពេលដែលស្លាប់ទៅហើយវាសល់មួយសល់ពលឹងសល់ស្អីរៈស្មីសល់គេហៅថាវិញ្ញាណពលឹងសរីរៈវេទកោវេទពុទ្ធរបស់គាត់អានោះឯងវាចេញពីមួយទៅមួយទៅមួយទៅមួយដើរតាមដើមឈើតាមអីណាក្លៀកក្លោះជុំការទៅគោះទ្រះគេឲ្យសុំនៅផងឲ្យសុំចាប់ជាតិផងអាការយល់បែបហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រាប់ចៅចៅចំនួនក្រោយវាកើតជាទំនៀមគឺការប្រកាន់ខុសតតនេះនោះថាស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងដល់ពេលសពថ្ងៃអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យចង់គាត់ទៅតាមនោះឯងសូត្រធម៌សូត្របាលីគាត់ថាសង្ឃឹមថាពេលនេះគាត់សូត្រទៅនោះផ្សែងធូបវាបញ្ជូនបុណ្យរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងបុណ្យស្អីទៅដេញតាមនោះតាមអាស្អីដែលអាត្មានិយាយមិនថាទៅតាមដើមឈើនោះវាអត់មានផងណាតើអ្នកបញ្ជូនកុសលបញ្ជូនបុណ្យទៅដល់ណាណាបុណ្យកុសលនេះបញ្ជូនទៅដល់ណាណាបើក្នុងវាអត់មានផងណាប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្មោចដែលអាត្មានិយាយនោះអត់មានទេมันអាចទទួលយកបុណ្យបានទេព្រោះអត់មានតើការទិញបុណ្យប្រពន្ធសំដែងអីប្រពន្ធអ្នកសំដែងការទិញបុណ្យនេះទីថាប្រពន្ធមិនសំដែងចុះមុននឹងនិយាយថាអេកំពីកំពីទេអីគេថាតគ្នាទេមើលសិនតែរមើលសិនមុននឹងយើងនិយាយពីមេរៀនរបស់ព្រះណាមិនមែនថាឲ្យយើងជឿតែម្ដងទេប្រពន្ធមិនមែនទៅជឿទេឲ្យគិតប៉ុន្តែមុននឹងយកមកវិភាគតយកពីព្រះដែរយើងយកតអញអញទៅវិភាគនោះអញថាអញថាប្រពន្ធថានិយាយប្រពន្ធថាចុះប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនមែនទេជួនកាលអញទេអញយល់យ៉ាងទៅយល់ថាប្រពុតបានថាប្រពុតបានថាចិត្តប្រពុតអញ្ចឹងយើងយកពាក្យប្រពុតសិនតាព្រះអង្គសំដែងមែនអត់ហើយចាំយើងយកមកគិតយកមកគិតចាំយើងថានិយាយវិញត្រង់យើងកាន់យកមិនកាន់យកអានឹងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវយកពាក្យព្រះសិនដែរព្រោះយើងនិយាយមេរៀនព្រះវាតើមានទីសំអាងសិនអាត្រង់យល់ថាមិនមែនមិនមែនចាំនិយាយក្រោយប៉ុន្តែនិយាយសិនប្រពុតបាននិយាយទេប្រពុតនិយាយក្នុងរឿងនោះច្រើនកន្លែងណាញោមទៅមើលកន្លែងណាក៏សង្ឃជាប់ដែរព្រោះរឿងការទិញបុណ្យនោះណាដូចធ្វើឲ្យដូចឆ្នាំអាសូតស្អប់ថ្ងៃនោះសូតស្អីនោះនេះទាំងវោញាតិណាងហោទៅសុខេតាហោទៅញាតិយោនមិនណាតែងទេប្រសាមពួកអ្នកសំដែងក៏ថាគេយកចន្លងពីនងមកមកដាក់កំពីតូចតូចឲ្យសូតយ៉ាងទេមានច្រើនកន្លែងណាដែលបងសំដែងរឿងនោះពេលថាអូទិសខ្ញុំមកស្មានចាប់ដើមនិយាយព្រឹងទិសឥឡូវបើខ្មោចគ្មានទេតើទិសរឿងអីពេលថាអូទិសនឹងប្រែសិនហើយចាំយើងនៃប្រែថាលើកប្រកាសលើកឡើងប្រកាសប្រាប់គេអូទិសនោះអូអូនឹងលើកឡើងទីស័កនឹងប្រាប់បង្ហាញលើកបង្ហាញប្រាប់គេលើកបង្ហាញប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាពេលដែលអ្នកធ្វើស្ដីល្អឲ្យមួយណាដូចថាញោមចែកទានដល់គេញោមចែកលេខដល់អ្នកក្រីក្រទឹកចំនួនលេខអញ្ចឹងញោមយកណោយនឹងដល់ចិត្តសប្បុរសរបស់ញោមទៅឲ្យគេមែនមែនមិនចង់បានអីទេជាចិត្តបុតញោមគាត់ថាទេបើអញធ្វើល្អតើអញមិនពង្រៀនកូនចៅឲ្យធ្វើផងវិញសមល្អទៅតែឯងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកផ្សេងផ្សេងមិនល្អមិនកើតអញជួយពង្រៀនកូនចៅអញសិនក៏បានយករឿងរ៉ាវក្តីល្អរបស់ខ្លួននឹងទៅប្រាប់អាក្រោយក្រោយថាបងឯងត្រេកអរផងខ្ញុំបានធ្វើនេះខ្ញុំបានធ្វើនោះឲ្យគេដឹងឮហ្នឹងគេហៅថាអូទិសគឺការលើកសក្តីល្អរបស់ខ្លួននឹងយកទៅប្រាប់ប្រាប់គេឲ្យគេនឹងត្រេកអរផងអាញោមធ្វើល្អនឹងវាចិត្តបន់របស់ញោមហើយអាញោមចង់ឲ្យគេល្អចិត្តបន់មួយទៀតខ្ញុំយល់ទេអាយើងចង់អាយើងកំពុងជួយគេមិនចិត្តបន់មិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតថាអញល្អតអញកើតអញឲ្យកូនចាញ់ល្អផងទៅល្អរបស់គ្នាបានល្អនិយាយថាមិនល្អតែឯងមិនល្អទេអញម្នាក់មិនខ្លាំងតោះគេតោះទាំងអស់គ្នាមិនខ្លាំងឯងនិយាយចឹងឯងល្អតែឯងមិនកើតអញ្ចឹងបើគេល្អផងមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកស្តីល្អរបស់ខ្លួនហ្នឹងចង់ឲ្យកូនចៅនឹងល្អក៏យកទៅប្រាប់វាដោយសង្ឃឹមឃើញថាវានឹងល្អដែរវានឹងតាមវានឹងចាប់យកគំរូហ្នឹងបង្រៀនវាបណ្ដុះនិស្ស័យវា
Bây giờ nhóm vô tôi bạp kê đúng không? Đau chất bạp đúng không? Và cô tham mệnh. Và sang cô tham nó chia bắt tiền là bọn. Cứ ca chạy lệch bọn. Nhớ khá là vô được nữa. Chạy lệch bọn cơ tham mệnh. Nhóm thức bọn bàn mà rơi. À lỡ bọn anh vô khá đấy. À nó mô tên đi bàn bọn phong. Có xa mà nó quát miên bọn hơi nó không luôn. Bọn năng lực nát. À lỡ cốt áo khá. Mên chóng này. Này đợt trăm 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 giờ lo bọc luôn nó tự tập thế đó chặt cho cái lo à chặt lo bọc nhôm nó cái ta chặt bòn tiền bạt tiền là bòn chấm này nhẹ lười này nhẹ đến miền tây chịu sạt chịu mà nu chỉ sạt ấy cái đói à là tham mình đi làm mà nu đây về tu tự thản năng na có đói mê à ân à prom na cái đói tôi cái đây thông cái đây áo tại ban sạt lười đường đường hỏi chỉ bệnh chặt tiền ê lo mền cái thứ nó trâu mền dân bay mền có bệnh chặt nông rừng nông con là cá cá bệnh chặt đúng không mà nô cam chỉ tua bòn cái hà tha patta là một niệm bồn còn những cái địa vật thuộc đó bà sang phật đại phi nó tha patti tiên là patta là một niệm nhưng đại lưu phi này patti tiên là bồn patta là một niệm bồn mình phi vậy giọng ta ca tư khương giọng ta nhắc bà sanh giả tham thưa lo tham cho pháp nhôm tham tư nhôm à lấy chấp đam ca sầm lưu số tha ta ca tư bồn tư ao nẹt rú rú nẹt lạp ca tư bồn này nhôm nhôm xạ xuôi tình bữa ca tư bồn tư ao nẹt rú cứ nẹt lạp ca tư bồn cứ tư ao nẹt rú pro miền tây nẻo ruột thế đây miền tây chi ai đập bàn ai nẻo ruột ai đăng thán thì chỉ từng vỡ o miền tây nẻo ruột thế đây miền chết chạy o cả phụ mau phụ phần lưng bình nhiên bị ọt miền tây à sạ sọp đây mình toàn bắt cô vẫn đang lưỡi đài à mau bình nhiên đây giờ thay tranh bị cai từ ho tiết cô vẫn miền tiệt ta ca từ bón ai nẻo ruột được nẻo lạp cứ cả ai nẻo ruột trong giờ tham mình trộn khơi nẻo lạp thôi giờ không thợ bón thôi từ từ cho mùi giang mình khơi những cái thợ pro miền ทำเอาไปเนี่ยคลาสนั่งกิโยทำไปจ้ะกิโยทานเย็ดบอกเกบ้านตะกาตรงตีนานาบัตตาห้อยเมื่อยังยิ่งสลับไปกาเทียนนะกำนาบินตอนอ๋อกิบ้านตะกาที่ใส่กระดาษชิตเต้บัตตาชิมเมพรุ่งจีกำนาสัตนากระดอยไอ้เพื่อใส่ล้อเชลปากาเตอร์ไกรโลถ้าสัตนามุ้ยบ้านตั้งเท้าโอ้กองจ่าไอ้เพื่อล้อให้มาเตะอ้อจากมุ้ยยังก็โซเตอร์ก็ปากาเตอร์ส่งมาตึบบนก็ซ้อนเนี่ยได้รอบอกเนี่ยมาส่งไปมาเออมาเตะอ้อพองยังดังสมานนั่นดังมาเออบ้านมาอ่อนดังกอดตะกาได้ไงไอ้ดังสัตว์ดงเบียนตะคำออกตะชัดเดรชานเนี่ยมาเตะโอกาสเนี่ยนรกเตะโอกาสเนี่ยปลายเตะรู้จังเพลิงแช่จังเตะบดานเลยนะผมดังเมียปลุ่มนั่งเลยนะยังสมานสมานต่อสมานสมานต่อโปรวิไอบานไม่มีครอบเบียนไม่ก็ได้รอได้ยังเธอแต่งประมาณนั่งเนี่ยนาก็ได้เตะโอกับบานเลยอานาโมตันีบอลตึงยังเนี่ยได้อานาโมตันีบอลตึงบ้านยงยงเตะดังทักคือมันรู้เนี่ยได้ในรู้นะมันทาชีสัตว์ไอ้ก็ได้ยิ่งสุดอาบะชีนั่งมีนจีบดมันเตะโอการ์ยังบาดมันยิ่งได้อ้อมีแต่โยมเตะโอการ์ขมเอาอีน่าเตะโอบ้านแบบมีนเตะบดานาเตะโอตีการตึกบอลมีในบ้านกับตึกบอลโดยครูครูสุเพียบครูครูสุเพียบลงใจทำไมมาสับโลกได้ลูกท่าเธอตามโลกนะมันบอกโลกไทยจุดลูกท่าการตึกบอลนั่งโอบมาโดยเจโดยยืมเงินโกลเรียนสาวรอดอเมริกาไอ้เก่งบ้านตัวสัญญาบัตรจบปริญญาจบมาสเตอร์ยังมองเดี๋ยวไปยืมเก็บสัญญาดมดังเอายืมเนี่ยโกลน้องบ้านประกาศดมดังเอายืมเนี่ยไอ้มาจำใจเอาจำพ้องจำบ้านเรียนจบปริญญาอย่างโลทอนยังปันพอดไปน้องเต้นดังมาจีมาสตาบานตรงจองใจยังจองใจถ้าเอาเยอะอ่ารอรอบอกลุ้นใจเอาเนี่ยใส่ในบ้านดังพองแต่โรงพยาบาลไปเจ้านะตาตื่นขมอยแม่เนี่ยมีขมอยเนี่ยตัวหลอดอัดเมียนได้ยอมอ่ะการตื่นบ้อนคือเอาไม่รู้รู้นะยีสุอาบะทำเรียนกีเทลอตับน้องดิยังบ้านทางกรมจำสลับถือบอลลูกไอเตอร์ถือลอลูกไอเตอร์สลับเตอร์นาคือเอาไอเตอร์ได้ผมนั่งยีเรื่องสลับไปการเตี้ยยังไปตะการน่ะตะการชกไก่ยังจีเตอร์โอการได้ชกไก่ไปเด็กกีเทลได้ล้อชกไก่จีเตอร์โอการanh bằng câu anh anh không rộp trộp miền chơi hay thượng bọn thượng tiền thì luôn anh miền chơi chạy đây nè cần mồ đạn mồ đạn ngọt từ thượng bọn anh không có nơi à thứ từ nhóm anh được cặp cái thứ từ ở rộp liền là đặng bọn không men bọn biết của thà bạn về dân từ cặp sầm nọ bạn ấy tàu bay mà xì chăng rồng cam bị thị bọn công đang tay o đây o mình nhưng mà thà thượng bọn luôn anh đây nhóm mày còn chạm câu nà tự bọn tự anh miền tây
ណាសុំសួរមួយកូនចាស់គេថាពុទ្ធមិនមែនជាសាសនាទេតើកូនចាស់យល់យ៉ាងណាដែរថាពុទ្ធមិនមែនជាសាសនាយើងនិយាយថាពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសាសនាមិនមែនពុទ្ធជាមិនមែនជាសាសនាទេពុទ្ធសាសនាមិនមែនមនុស្សពុទ្ធអាត្មាមិនពេញឲ្យថាពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសាសនានិយាយយ៉ាងណាជាស្រ័យនេះនោះគេថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសាសនាអាត្មាចង់និយាយពាក្យថាសាសនាគឺពាក្យថាសាសនាព្រះពុទ្ធប្រើមុនគេអត់មាននរណាប្រើមុនព្រះពុទ្ធទេពួកជនពីមុនពីមុនដែលមានមុនព្រះពុទ្ធអាត្មានិយាយខាងក្រៅបន្តិចពួកអាចែលញោមមិនស្គាល់ទេអាចែលគាត់ស្គាល់ទេអាចែលពួកអ្នកដើរស្រាប់នឹងទីនោះព្រាមដេរថៃបរិពេជុអាជីវុ5គ្រឿងនេះតបអនុទាពីថ្មៃដើមប្រចាំមួយព្រះអាចែលរថៃព្រាមបរិពេជុអាជីវុឥឡូវនិយាយតិចៗចោះឲ្យញោមបានដឹងខ្លះខ្លះអាចែលពួកអ្នកបោះស្រាតពេលណាគេយល់ថាពេលគេស្រាតខោស្រាតអាវគឺអស់គេអស់ខ្មាស់ទៅកលេសគេក៏អស់តាមនោះទៅមកយើងនៅពាក់អាវពាក់អាខោណាស្លិចលើលិចលើលិចក្រោមទីនៅខ្មាស់កលេសនៅចេញបើទៅពេលគេទៅទាំងស្រុងមកដល់ពេលគេថាអត់មានកលេសទេពេលណាដែលគេកើតរាគៈគេយកពន្លងវាយតបពងពងពងទៅដល់ពេលវាងាប់វាអីចឹងទៅគេថាអស់កលេសបណ្ដោយអញ្ចឹងអាចែលស្ដាប់នៅទីនោះច្រើនណាតង្វងតង្វងមើលដូចវងគោញោមទៅទីឃើញសពគ្រប់មួយទៀតគេហៅថាព្រាមពួកព្រាមហ្នឹងគឺពួកស្វេពៈធម្មតាបួងសក់បួងអីចឹងពួកហ្នឹងប្រកាន់វេទគេនិយាយពីរឿងវេទរបស់គេមួយប្រភេទគេនិយាយពីរឿងការកកកើតឡើងនៃផែនដីតើផែនដីនរណាដែលបង្កើតអិនប្រព្រំកើតរមិចភ្នំកើតរមិចទឹកសមុទ្រហើយបានប្រៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលមកវេទរបស់គេទៀតគេនិយាយពីរឿងពិធីបូជាយញ្ញសូត្រមិចដាក់ភ្លើងមិចដាក់តាច់មិចដាក់អីមិចមកវេទមួយទៀតគេនិយាយពីការបួងសួងនិយាយពីការសូត្របូជាយញ្ញនិងការបួងសួងវេទមួយទៀតគេនិយាយពីរឿងរូបមន្តនិយាយពីរឿងសិល្បៈនិយាយពីរឿងឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីរបស់គេអញ្ចឹងណាសិល្បៈប្រកបអីអីនោះ3វេទរបស់គេនោះពួកព្រាមពួកនឹងបង្កើតទិដ្ឋិផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងព្រះដែរមកក្រុមទៅហើយមកក្រុមទៀតថាប្រិពេជក់ប្រិពេជក់នេះត្រឹមត្រូវបន្តិចគ្រាន់បើបន្តិចប៉ុន្តែមានការយល់ខុសខ្លះប៉ុន្តែចង់និយាយថាភាសាជាពួកមិញមិញពួកអ្នកស្លៀកសខ្ញុំស្លៀកសដូចជាជីសប្ងៃថាពួកប្រិពេជក់ជីសប្ងៃនោះគេហៅប្រិពេជក់គឺគាត់នឹងស្លៀកសលើស្លោក្រោមមានបងពងបងអីយ៉ាងដែរទាំងស្រីទាំងប្រុសប្រិពេជក់មានកោសក់កោយមានបាតមួយទៅបិណ្ឌដែរដូចជាជីយ៉ាងថាប្រិពេជក់ពួកនោះស្វែងរកបនដែរចិត្តល្អដែរមានការចែកទានអីយ៉ាងដែរគេនិយាយថាបានបនធ្វើបនបានបនធ្វើបាបបានបាបអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវានៅជាប់អត្តាឡើយអញ្ញតកើតអីយ៉ាងមាននៅមានយ៉ាងប៉ុន្តែមានការចែកលែកយ៉ាងដែរមានទានមានសិលអីរបស់គេដែរតែមិនស្គាល់មេរៀនព្រះទេចំណែកមកពួកទៀតគេហៅថាដេរថៃដេរថៃហ្នឹងគឺអ្នកបោះប្រេះផ្ដាស់ប្រងព្រាតអាម៉ាអីក៏មានអាទុកពុកមាត់ចេះអាសក់កពុកដូចអាចគោទៅចេះក៏មានអាទូលឆ្នាំងភ្លើងនេះក៏មានអាដាក្តាប់ដៃនេះក៏មានអាដេកលើបាឡាស្អីស្អីនោះណានឹងថាពួកដេរថៃមកក្រុមទៅមួយទៀតថាពួកអាជីវុអាជីវុនេះបងប្អូននៅអាចែលបែបគ្រួសារតែមួយតាមមើលអាជីវុហ្នឹងគឺពួកអ្នកបោះស្រាតខាងក្រោមខាងក្រោមវាប្រឡែងទៅដើរទៅដូចគោទៅប៉ុន្តែខាងលើគេមានកណាត់បងពងចឹងអស់លុយទូរស័ព្ទជាប់5នឹងខ្ញុំដែលចំទាស់នឹងប្រសាមពុនតែអ្នកទាំងអស់នោះមានគំនិតមានការយល់របស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបើកើតទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនចេះតែអង្គុយគិតអង្គុយរាវអង្គុយគិតសឡឹងនេះសឡឹងនោះទៅកើតការយល់របស់ខ្លួនមកចាប់យកមកបង្រៀនគេបាច់សាច់តតគ្នាអាគំនិតបែបរាវនោះគេហៅថាលទ្ធិមិនមែនសាសនាទេខ្ញុំយល់ដែរអាត្មានិយាយភាសាទៀតពេលណាដែលយើងរាវមើលឃើញខ្លះលឺខ្លះអីខ្លះទៅកាត់យល់កាត់អីហ្នឹងថាធ្វើញេះបាននេះធ្វើយកបានយកទៅយល់ប្រមូលត្រឹសស្ដីទាំងអស់នោះដែលកើតចេញពីការត្រេះរិះរបស់ខ្លួនឯងបែបបធុជនណាបែបរាវដូចយើងរបៀបខ្វាក់ភ្នែកទៅស្ទាបតម្រៃហ្នឹងម្នាក់ទៅស្ទាបទៅប៉ះប្រមោលគេថាចឹងគេថាអនរេទៅពេលម្នាក់ទៅស្ទាបប៉ះអីប៉ះទៅជាតម្រៃគេថាតម្រៃរៀងអីតម្រៃរៀងដូចចឹងអេគេថាចឹងម្នាក់ទៀតយកដៃស្ទាបស្ទាបទៅប៉ះកតុយតម្រៃគេថាតម្រៃរៀងអីតម្រៃដូចខ្សែពូតម្រៃគេថាចឹងដល់ពេលទៅប៉ះខ្លួនគេថាតម្រៃដូចដបោ
Bộ này anh quỳ rêu tôi ngon không ạ? Dẫu ca vô bọc luôn nó tròn chỉ cầm pi bà mình dòng tới trăm trăm bao vô tình dây bị vô kế nó khó khắc trời khắc những ai dây dân bàn chụp lại khắc trời thử bọn bàn bọn thử lo bàn o thử rõ bàn rõ ấy dân màu vì mình trời khắc đài tiếng trời tiếng khó bàn tay mình chỉ sạch chạm bà mặt tay chạm thì ập trò mình nè đại miên ca cất ca vô bếm à cầm nấp bẹp nóng à tuột sản nạp bẹp nóng ca vô bẹp nóng cái hai thằng lạc thị nhung lạc thị cường chung tay mình mới chỉ sạch sản nạp đó phê bà xam bốt và ông trả đăng mê rên bà xam bốt tên của màn vầy mời bộ vôn thông mà khăn nóng bà xam bốt bàn phá bệ thá sạch sản nạp sạch sản nạp mình có thể sạch sản nạp vì sao bà lấy mà phải sạch 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 nâng phải thá bồ sạch 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 thiết nà nà nâng vì sao bà lấy dụ bà cháy phá chiên nẹ à nẹ cho à bà cháy thì á sạch sản nạp sạch sản nạp sạch sản nạp sạch sản nạp mình đây thả mấy mình đây thả mê rên tâm rạp vô mà bột thị sát tế, bột thị sát tế, anu sa san tế e tê na tế sa sa năng. Bật bột tầng lai tài bông riêng sát tầng lai nâng đau ở vầy. Bật bột tầng lai tài trường sát tầng lai nâng đau ở vầy. Bật bột bình dô sát tầng lai nâng đau ở vầy. Anu ngay hai tha sa sa năng. Vì sao bật lấy kinh dây chồng ta? À lấy sa sa năng sắp đau cho ấy chồng. Thà mê rên bọc rẻ. Mê rên bọc rẻ bật bột hai tha sa sa năng. Bọc ông pra vị thầm vầy. Sa bà pa sa akar năng. Câu xa lạc xô và xa mật tía. Sạ chật tạp bà rào tẹp bà nàng ê tăng phô thiên là xa xa nàng. Cá mần thư bà tầng phô mùi. Cá bầm phênh của xo lòi phênh lệnh mùi. Cá chùm rẻ chất bọc luôn chỉ cách trong cơ mùi. Tiếng bây ní hả? Chia xa xa nà này bà phô tầng lại ê tăng phô thiên nẹ xa xa nàng. Nhưng lại lưu viên là xa xa nàng bà phô đẹp bà. Xa xa nàng cứ phô đẹp bà mà. Nhưng không có thầm bệnh. Không biến tế xa xa nàng. Để rô mơ nóng bây đ chẻ thả chọn bị đỏ và bột thả bình bình muộn sát sanh bàn tay ở vây đây và sang bột trong dây là sát sanh cứ vây không biết là vây thì sát sanh cứ mê lên bọc điện hạ sát sanh à lấy mê lên đang mê lên bọc nẹt ná và đó bọc bột thẹt đó bọc nẹt trả đằng mềm lô vị tú ấy mềm phụ nẹt prai tham ra thì phụ nẹt prai tham ra dương hai thằng lô cả vị dương hai thằng tuyệt sanh vị tú nẹt prai nẹt pro cái dương mà bắt nẹt po trai chụp bắp thom chết dương hai thằng bột dương mê lên bọc bột hai thằng bột cả sát sanh miền này có rõ không à lâu nhôm dây cất tham ấy, bà phốt chi nhẹ sasana còn, à lâu dừng dây thay giấc nè, sasana để nhôm trong dây thay chùm nửa, cà chửa, cà riu riu, mặt bạch prà các bạn, mặt bạch độ vì sao, tam thế này, dừng dây giấc nè, ta bà phốt chi bộ cơ bài nó ngọt thả ọt đi, bà phốt mấy chi nhẹ sasana đôi nhôm cất đi, bà sasana để nhôm thì dây cứ ao đầy trọng, ô thò tháng định côn cà na xuống, cà na trong dây cà na trong dây thả, sasana đây cà na gặp phong thầy vô lắm. Cô cần mà đăng bằng mình lại đăng vì bộ sát sanh phật sát sanh đại cần na cập bông thầy vô nó cứ cần na trong dây thả chấm nửa tá của phật chiêm mình chấm nửa thả ở đây của phật mình men chỉ nhẹ sát sanh thì mê điện bảo của phật có men chỉ mê điện sát sanh này nấy ở vây đây sát sanh nấy ăn mà dây chạm vào đầu mình nhôm chạm vào đầu tam ca vô bằng nhôm đây nhôm vô thả sát sanh cứ chấm nửa nhưng của phật men nhẹ chấm nửa đấy của phật men nhẹ ao kia chưa đấy mê điện bảo bóng của men ao chưa đấy dừng dây chẳng tại bởi nhóm bạn đang bị thạp phốt thạp sát sanh nó cứ ở vấy nhưng thạm bệnh mê đến bọc phốt hay thạp sát sanh bạn này sát sanh nó mê đến bọc phốt thạp sát sanh miền đẹp có sát sanh miền bị bệnh buồn này prai chúng tôi sát sanh bạn thọ mà tê sanh thọ bọc bồ đề giải bạ đề giải tế sát sanh sát sanh hay nâng sát thổ sát nó vàng kẹt sát thổ sát và nó bị tôi nói nhóm sơn lư đấy lư tạp sát sanh bị năng prai chúng nó phê bàn ta về bài chân nặng bị nhầm nhiều lên về bài chân nặng bị xì hộp bồ đề hộp trà tròn và đàm trung nhắm và chọc đặc biệt chúng nó liền chọc đặc biệt dương sập hai mắng dương vô thà cụ chúng nửa tầng lái những hai sát na đặc biệt giống phật men bậc liền ở chưa thế dương còn hai phật phật thì nhẹ sát na ấy bộ bóng mê lên bộ bóng mình men ở chưa thế chỉ mê lên sập con luôn tới thì còn gì bây giờ bạn thom chia tá dương hai đặc chia sai dương mà dương dây dương trai dương bờ dương xuôi hơi mà chạm vào đầu dương dương xuôi nó mà sau dương trai của quân men chỉ nhận sát na này tại bậc quân bậc sơn trâm tại chùa bảy phía tháp quân sát na của khổ đại nữa quân sát na hai ông bá này quân sát na hai ông bá này mày này dương bị chui đột vị của quân chỉ nhận phá vị nông thôi còn dương bị mình chui đó về bộ cào nhôm này đang bắt tôi nào bắt tôi nãy nào bắt tôi đầu ta dương bắt tôi nãy nào
ដល់ពេលពួកក្រោយក្រោយនឹងយកមេរៀនរបស់ព្រះពួកក្រោយក្រោយនឹងប្រែកំពីថាព្រាហ្មណ៍ជាសាសនាដែរមេរៀនរបស់ព្រាហ្មណ៍ហៅសាសនាមេរៀនរបស់យេស៊ូវហៅសាសនាមេរៀនរបស់ហិណ្ឌូហៅសាសនាហិណ្ឌូព្រាហ្មណ៍មេរៀនរបស់កាតូលិកគ្រិស្តហៅសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះអាឡាក៏ហៅសាសនារបស់ថៃជឺខុងជឺឡាវជឺណាគេសាសនាហ្នឹងគឺតាមពិតពួកនឹងថាថាលទ្ធិបើយើងចង់និយាយពេញថាពួកលទ្ធិសាសនាពួកមេរៀនរបស់គេយើងថាសាសនាទៅចុះពួកវាជាពាក្យសម្ដីសម្រាប់បញ្យលដែរភាសាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់ពាក្យថាលទ្ធិសាសនាពុទ្ធមិនមែនលទ្ធិសាសនាទេពុទ្ធតែសាសនាសាសនាគឺមេរៀនលទ្ធិគឺមេរៀនដែលកើតចេញលទ្ធិសាសនាគឺមេរៀនដែលកើតចេញពីការរាវរាវមានអីល្អរាវរាវហ្នឹងខុសខ្លះត្រូវខ្លះណាហ៊ានដើរតាមប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមេរៀនរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងមានអីអាក្រក់ខ្ញុំអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាផ្សេងលទ្ធិសាសនាផ្សេងខ្ញុំស្ដាប់បានទេកំពុងតែឡាយមិនទាន់បិទទេទៀតមិញវាប្រឹងដាច់ទៅម្សាអូចេះតែឆ្លៅញោមញោមសួរទៅចេះតែជាប់និយាយមួយញោមសាសនាមានតែបែកជាន័យនេះជាយាននិកាយច្រើនតើដោយសារមូលហេតុអ្វីបើញោមញោមនេះរីគុណសួរកណានិយាយបន្តិចបើនិយាយពីរឿងការបែកនិកាយចេញជាឲ្យថាធម្មយុត្តមហានិកាយស្អីណាមហាយានហើយនិយាននេះហ្នឹងណាបែកចែកហ្នឹងដោយសារកិលេសរបស់ភិក្ខុអ្នកបុស្សភិក្ខុពួកខ្លះបុស្សហើយវាព្រមទទួលយកសិក្ខាបទបុស្សក្នុងសំណាក់ព្រះហើយនឹកឃើញថាអញចង់ធ្វើឡៃណាក៏បានអញមិនធ្វើឡៃណាក៏បានដល់ពេលយេសចេះបំពេញឲ្យពួកអ្នកខូចបែកនោះច្រើនហើយយើងយកឡៃខ្លះឡៃណាយើងបាច់យកធ្វើតាមចិត្តយើងទៅដល់ពេលពួកវងបែបនោះវាច្រើនវងបែបនឹងច្រើនគេបានតាំងខ្លួនឯងប្រជុំគ្នាមួយប្រជុំគ្នាបវងគេថាម៉េចយើងនឹងប្រតិបត្តិតាមការយល់របស់យើងគេហៅថាពួកមហាយានពួកមហាយានមកពីនោះមហាមហានវាច្រើនយានគេសំដៅយកយ៉ាងម៉េចយានក្នុងទីនេះគេសំដៅយកថាមេរៀនដែលគេចាប់ចូលគឺពួកខ្លឹមខ្លឹមគេយកថាអាណាធំធំតាមការយល់យានរបស់គេនោះហើយពួកយើងក៏ច្រើនពួកចិនកូរ៉េជប៉ុនវៀតណាមពេញទឹកពេញដីគេថាគេនឹងពួកចាប់ធោះខ្លាំខ្លាំហើយគេយកតាណាល្មមល្មមបានគេវិន័យអីក៏បីកបុកហ្នឹងធុញញ៉ៃញ៉ៃច្រើនឲ្យធ្វើយេះផងធ្វើយកផងខ្ជិលហើយគ្នាជ្រៀនច្រើនគេក៏យកមេរៀនតាមគេយល់ទៅកន្លែងណាគួរធ្វើទៅអត់អត់ទៅស៊ីអត់ស៊ីសាច់ឯណាបើគេនឹងហាត់បាច់គុណអញ្ចឹងទៅគេហៅថាពួកមហាយានពួកដែលមានពួកច្រើនបែងចែកដាច់ពីគ្នាដោយសាររឿងកលេសមិនព្រមទទួលយកសិក្ខាបទព្រះដល់ពេលពួកណាដែលថាទេយើងជាសាវកព្រះថាមិនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងព្រោះព្រះមានហៅយើងមកបោះទេក៏មកពៀនវិន័យផងមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងបើធ្វើកាត់ស្លឹកពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងគេហៅថាពួកហីនិយានហីអ្នកហ្នឹងគេថាតែទួចហើយអ្នកណាគេអ្នកហៅពួកហីនិយានគឺពួកមហាយានហ្នឹងជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យក្រុមតូចតាចនេះក្រុមកប៉ៃកប៉ុកដែលនៅតែប្រងតាមព្រះនោះអត់ពីព្រះទៅមានអ្នកគ្នាអញច្រើនមានឯងប្រមាណពួកទៅតាមព្រះអញ្ចឹងពួកតែទួចហ្នឹងពួកកប៉ៃកប៉ុកពួកថោកទាបហ្នឹងគេហៅថាហីអ្នកយានពួកគេហ្នឹងអាសេម្សាមណាយកធေါ်ព្រះទៅទាំងអស់វិន័យយកទាំងអស់យើងពួកយើងខ្លាំងយើងយកតាមខ្លាំខ្លាំមហាជាតិពួកអាយ៉ាប់យ៉ាប់ហើយនិជាតិនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃពួកអ្នកបួសដូចប្រទេសខ្មែរហើយនិជាតិភូមាឡាវដែលនៅប្រតិបត្តិតាមវិន័យព្រះហ្នឹងភូមាឡាវខ្មែរថៃស្រីលង្កាឥណ្ឌាខ្លះទៅនឹងគេហៅថាពួកហើយនិជាតិដល់ពេលពួកក្រៅពីហ្នឹងរាប់លានអ្នកហ្នឹងគេហៅថាពួកមហាជាតិហើយចំណែកស្រុកខ្មែរយើងបែងចែកនិកាយ2សូម្បីតែហីនិយានដូចគ្នានៅបែងចែកទេធម្មយុត្តនិងធម្មយុត្តតានិកាយហ្នឹងមហានិកាយនិងធម្មយុត្តហើយតែបែងចែកយ៉ាងតាមពិតបែងចែកពីថៃហ្មងថៃហ្នឹងពីដើមឡើយមានលោកហីនិយាននេះលោកដែលប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវមានច្រើនអង្គដល់ពេលយ៉ាងមិនមកច្រើនយ៉ាងនិយាយថាមានមកពួកតែក្នុងសម័យហ្នឹងពួកខូចច្រើនពួកលោកខូចច្រើនណាដល់ពេលស្ដេចថៃហ្នឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លាទៅចំពោះលោកពួកហ្នឹងឯងជ្រះថ្លាគ្រប់គ្រងឧបធម្មបច្ច័យ4ចំពោះតែលោកដែលប្រតិបត្តិតាមវិន័យព្រះទេលោកអ្នកត្រឹមត្រូវនោះពួកព្រះជានឹងឆ្លាតក្រៅពីនោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទេដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាច់ខ្លួនចេញពីពួកគេនោះណាដើម្បីសម្គាល់ពួកគ្នាគេហ្នឹងគេបានហៅខ្លួនគេថាពួកធម្មយុត្ត
ធម្មយុត្តប្រែថាអ្នកប្រកបដោយធម៌គេហៅក្រុមគ្នាគេឥឡូវក្រុមគ្នាយើងគឺពួកធម្មយុត្តក្រៅពីហ្នឹងគេមិនអើពើគេថាបាត់ព្រះទេគេបាត់ណាបាត់ណីទេក្រុមយើងគឺក្រុមធម្មយុត្តអ្នកណាចូលបុះក្រុមយើងត្រូវតែដូចយើងត្រូវតាមវិន័យព្រះថាក្រុមធម្មយុត្តដល់ពេលក្រុមដែលអបដបាយចេញពីហ្នឹងអាក្រុមលខេលខាដែលមិនតាមវិន័យព្រះហ្នឹងគេហៅថាក្រុមមហានិកាយនិកាយនិកាយព្រះវងព្រះពួកមហាព្រះវិចារដល់ពេលធម្មយុត្តនៃនិកាយព្រះថាក្រុមពួកដែលប្រកបដោយធម៌គេបដញ្ញាគេអញ្ចឹងបានជាមានបរិជាហ្នឹងទំលឿននៃបរិជាឧបត្ថម្ភតែពួកលោកអ្នកបុះធម្មយុត្តទេរហូតមកដល់ខ្មែរចឹងមើលបរិជាក្នុងវាំងបរិជាមុនតែបីតថ្ងៃដែរបូជាតែពួកលោកធម្មយុត្តទេខ្ញុំដែរឃើញតែធម្មយុត្តទេច្រើននៅឆានបាយវាំងវាជាប់បងចុះគេថាពួកគេធម្មយុត្តណាគេប្រកបដោយធម៌ណានៅពេលក្រៅពីនេះពួកលខេលខាអាត្មាពួកមហានិកាយនិងពួកលខេលខាចំណែកគេពួកធម្មយុត្តគេប្រកបដោយធម៌គេជាប់ឈ្មោះមកចឹងតាមពិតទៅមិនមែនមកពីឈ្មោះទេធម្មយុត្តក៏លបតតិដូចគ្នាដែរហើយមហានិកាយនេះក៏ចលែងចលើមដូចក្អែកដូចគ្នាលោកណាល្អល្អអាណាក្រក់ក្រក់អត់មែនមកពីធម្មយុត្តមកហាយកាយទេក៏បានឈ្មោះនៅពេលយ៉ាងមានរឿងឌឺដងគ្នាមានលោកពីរអង្គមួយមហានិកាយមួយធម្មយុត្តធម្មយុត្តនោះគេជីកទុកដគេចូលទៅជីកទុកដមានអ៊ំទុកម្នាក់អ្នកអ៊ំទុកគាត់អង្គុយចង់ទុកដល់ពេលធម្មយុត្តគាត់ទៅអង្គុយកដាលទុកដល់ពេលរៀបឡើងទុករៀបចេញទៅមហានិកាយនេះពាក់ស្បែកជើងទៅជាពោលឿងលឿងនេះទៅឡើងកដាលទុកដែរជីកទៅមួយគ្នាដល់ពេលអ៊ំទុកបច្រាស់ខ្យល់ធម្មយុត្តនោះគេឃើញបិជើងមហានិកាយឃើញអីអាការៈអំសូវដគេក៏តែដៀលគេឌឺដងគេថាខ្លួនគេក្រាន់នោះគេអត់ពាក់ជើងនោះគេថាញោមអើយញោមអាត្មាមានឆ្កែមួយឈ្មោះអាត្មាស្អុយក្លិនអាបាត់ដល់គេថាចឹងគេថាខ្លួនគេស្អុយក្លិនអាបាត់អាបាត់គឺសំដៅយកទោសកំហុសរបស់ភិក្ខុធ្វើអីខុសៗគេអាបាត់មានរូបមានរាងមិនអត់ទេគេថាស្អុយអាបាត់ដល់គេនៅក្រោមខ្យល់នៅពេលលោកមហានិកាយលោកកដៅកហាយលោកថាញោមអើយញោមអាត្មាមានឆ្កែមួយឈ្មោះអាយុធឆ្កែនោះវាប្រកែហិតក្លិនអាយុធឌឺដងនេះចឹងនឹងវាមិនធ្វើមិនអាចបន្ទោសណាគេមកវាសំអាងថាខ្លួនឯងវាក្រាន់គេតែគេវាយ៉ាប់ហ្នឹងការបែងចែកដីកាយគឺអញ្ចឹងជាប្រវត្តិរបស់វាស្មាននិយាយខ្លីៗអញ្ចឹងប្រញ្ញពញុំឯនេះឡាយយូរទេប្រញ្ញពញុំអាត្មាប៉ុណ្ណឹងចុះនិយាយមកជ្រើនហើយប្រញ្ញពនមស្ការលាដីគុណចាំពេលក្រោយទៀតបើមានឱកាសឡាយទៀតចាំនិយាយ